Đây là ngay ngã ba Phước Toàn. Mình đang đứng ở cổng văn hóa của đường Phước Toàn. Thì ông Thanh sẽ chạy vô trong đó khoảng gần 500m. 500m rồi Văn Thanh sẽ rẽ vào con đường khoảng chừng cũng khoảng 500m nữa. Quay cho bà con mình coi cái miếng đất ở trong đó. Chủ hôm nay chủ hạ giá, lúc trước kêu 1.3 tỷ, bữa nay chủ kêu còn có 1.2 tỷ, bớt 100 triệu. Đoạn này là đoạn quốc lộ 1A, đây đoạn khu vực đèn xanh đèn đỏ Gò Đen đó. Hướng này bà con chạy lên Bình Chánh, theo cái hướng này khoảng 5 cây số là tới trên Bình Chánh rồi, đi thẳng luôn. Giờ bà con mình theo camera của anh Thanh để mình đi coi lại cái miếng đất này nha. Miếng đất này là 6 x 30, chủ đang kêu 1.2 tỷ. Trước đó Văn Thanh, hồi trước Tết Văn Thanh có vay là 1.3 tỷ đó. Hôm nay chủ đang cần tiền bớt 100 triệu nha, còn 1.2 tỷ. Đường mình thì ngoài này thì xe tải 10 tấn, đường nhựa, đường nhựa này là 7m. Rồi mình quẹo vô con đường mình là đường bê tông. Đường bê tông của mình thì khoảng 2m rưỡi, 3m, có đoạn 3m, có đoạn 2m rưỡi. Thì ở chừng xe 4 chỗ thì vi vu luôn, xe 7 chỗ thì bà con mình thôi đi cũng được, nhưng mà hơi khó vô tí xíu. Tay lái lụa xíu thì vô được ha, còn tay lái mà không lụa thì nó hơi bị vẹt cho mình kiếm ở đâu. Thì nó có những đoạn mà cái hàng rào của người ta lấn ra đó, chưa có giải tỏa được. Ở đây là đường này là đường Phước Toàn, ở đây là ấp của Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Địa bàn này thì bà con ở thành phố Hồ Chí Minh về đây mua đất cất nhà ở rất là đông. Đây mình rẽ vào con đường này mới làm luôn. Đường này mới đổ bê tông ha, làm hệ thống cống thoát nước, có sẵn hệ thống cống thoát nước. Trước đó hồi xưa Văn Thanh cũng có quay, cách đây khoảng năm mấy hai năm có quay. Thì đường này nó còn là đường đá xanh, giờ người ta đã cán lên bê tông rồi. Giá đất đây thì có lên chút xíu. Nền đây bây giờ năm nay thì cũng chênh lệch khoảng 1-200 so với cách đây khoảng 2 năm. Đất đai là luôn luôn lên giá, không bao giờ xuống giá nha bà con. Mình mà nó mua đất mà đợi xuống giá mua là không bao giờ luôn. Cũng sẽ có những trường hợp mà người ta kẹt tiền đó, người ta chấp nhận là bớt chút đỉnh. Chứ còn mà bà con mình trông mong mà đợi đất nó rớt giá thì không bao giờ, đất luôn luôn lên. Chỉ có người bán thì người ta cần tiền thì người ta chấp nhận bớt 1-200 thôi. Có nhiều người ta mua đi bán lại thì người ta có những người ta kẹt tiền quá, người ta chấp nhận bán vốn, lấy lại vốn luôn. Rồi tới cái nền của mình bên tay trái. Bỏ cái hàng rào này, mình nằm bên đây. Nền mình đây nha bà con, từ cái cột này qua cái cột này. Nền mình là 6m. 6m x 30. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, công chứng liền luôn nha. Trước Tết Văn Thanh cũng có quay, nữa theo dõi thì cũng thấy ha. Đường này mình chạy thẳng qua có chừng 300m nữa, hơn 300m tí là mình ra đường đó, đường Lò Heo, đường Kinh Phước Toàn.
đường đó đi thẳng ra là 833B là đường Long Hiệp đó, rồi đi ra ủy ban xã Long Hiệp, rồi đi ra quốc lộ 1A, đi ra đoạn ngã ba Long Hiệp đó. Bà con mình muốn tìm hiểu khu vực này thì bà con mình lên bản đồ trên điện thoại đó, Google Map đó, bà con mình bấm là xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là nó ra của mình. Rồi Văn Thanh quay xong, bây giờ ai có nhu cầu thì alo cho Văn Thanh, số điện thoại là 0786668368. Xin chào tất cả bà con, ai có nhu cầu mua bán đất thì cứ alo cho Văn Thanh.